À, chào các anh em đang xem uh, miền Tây Sola. Hôm nay là trưa ngày ủa uh, sắp mưa luôn rồi, tới thu rồi. Hôm nay là trưa ngày thứ bảy, ngày, uh, ngày thứ bảy ngày uh, 16 tháng 4 2022 anh em. Thì uh, mình đang uh, gói đèn ha, và tiếp tục gói nãy giờ gói cũng bộn rồi. Gói cũng nhiều thứ rồi, giờ vẫn còn gói ha. Uh, gói đèn uh, uh, trước mắt anh em là cái JD 60W, gd 60W. Uh, đây, gd 60W, uh, chuẩn chỉ của Jinyang loại 1 nha anh em. Đây. GD 60W giá 750 ngàn một tấm pin 100k Earth, một tấm pin 100w có giá là 1 triệu 070 ngàn à, với lại một con xua điều khiển sạc cái đó là 1 triệu 070 000 ha một cái điều khiển sạc nếu mà điều khiển sạc này anh em mà mua chung pin đó mình bán anh em 200 000 còn anh em mua rồi là 250 nha đó mình khuyến mãi nhiệt tình vậy luôn anh em chung pin là mình sẽ, sẽ, sẽ trở về giá 200 000 giá gốc của nó giá đại lý luôn đó điều khiển sạc xua này thì anh em an tâm ha cái chức năng cái công năng cũng như là cái chất lượng của nó thì mình đã quảng cáo ở những video cái video trước rồi, có cái video quay riêng đó rồi. Đó cho nên là bây giờ mình không nói nhiều nữa. Ha, sure, anh em có thể tìm trên mạng biết cái chất lượng của nó ha. Đó, gửi tới chú Danh Tiến Thành ở khu phố Minh Thành thị trấn Minh Lương, Châu Thành Kiên Giang ha. À, chú Thành này đã quay lại mua hàng ba bốn lần, bốn năm lần gì rồi. Bữa nay chú quay lại mua tiếp. Đúng ra chú dặn mình bữa 10 tây tháng tư anh em. Nhưng mà bữa đó mình bị trôi tin nhắn, tin nhắn Zalo bị trôi mình không thấy rõ cho nên là mình không gửi được. À, bữa nay mới gửi em mong chú thành thông cảm ha à, gửi hàng khá là trẻ nhưng mà chú cũng vui vẻ chú nói hôi lỡ rồi thôi giờ gửi lại chứ uh, chú cũng không giận nói chung là tại vì mình đọc nhiều quá đó cái mình bị trôi mất cái tin của chú rồi cái mình uh, không có thấy luôn rồi sáng này chú mới gọi lại chú gọi cho hỏi sau lâu không thấy hàng thì mình nói chung là chưa gửi uh, xin lỗi chú nhiều và mong chú đợi cái đơn cái đòi hàng này ha rồi mình sẽ gói nguyên một đám này chung một cái uh, nguyên cái đám này chung một cục thôi rồi mình sẽ sẽ uh, chiều nay, trong chiều nay, chiều thứ bảy mình sẽ gửi bưu điện. Đó thì uh, như anh em thấy đó thì uh, uh, lúc này uh, buôn bán rất là nhiều, cho nên anh em uh, uh, cứ có gì cứ nhắn mình qua Zalo ha, nhắn Zalo hết tất cả. Nếu anh em thấy mình khoảng chừng 15 2 phút, 30 phút anh em thấy mình chưa có trả lời thì anh em nhắn tiếp hoặc là gọi qua Zalo cho đỡ tốn tiền nha anh em. Còn những người nào mà anh em nào mà không có xài Zalo thì buộc lòng phải gọi bằng uh, bằng điện thoại ha, điện thoại đó rồi có tin nhắn như là tên số điện thoại nè địa chỉ nè anh em cứ nhắn qua điện thoại cũng được nữa mình sẽ check và mình trả lời anh em liền ha đó chứ còn à, không phải lúc nào mình nghe điện thoại được mọi người tại lúc này mình đi giao hàng thường xuyên á nghe đang chạy ngoài đường kia điện thoại không nghe được với lại nhiều khi mình đang đi dạy ha cho nên anh em thông cảm nha thì bây giờ mình nói lại về cái con uh, uh, cd 60W nè giá bán của nó là 750 ngàn uh, cái con này thì mình không nói nhiều chứ anh em cũng biết mình bán trên kênh mình con này biết bao nhiêu mà nói tấm pin này 22W nè bộ pin lưu trữ là 20 mb giờ nè 156 mươi sáu md đó là hàng chuẩn của Jindian loại một ha nó là nhôm nguyên khối nha anh em à, nó nhỏ hơn cái mấy con trăm w 200 w 300 w 500 w ngàn đó nhưng mà cái mẫu mã bên ngoài là vẫn giống nhau ha vẫn có năm chế độ bao sạc y chang không có gì khác hết chỉ có cái là nó nhỏ hơn thôi rồi thì bộ bộ pin của nó thì 20 mươi giờ nha và nó là một hàng Jindian loại một rất là chất lượng bao anh em sáng nguyên đêm mà chuyện rất bình thường anh em nhớ về nhà gắn tấm pin lựa chỗ gắn nào sao cho cái ánh sáng nó mặt trời nó nhiều nhất ha để nó nó hấp thụ nhiều năng lượng quan năng nhất nha anh em chứ anh em mà gắn mấy chỗ mà mà nó khuất khuất nắng nhiều thì đèn của mình nó nó, nó sẽ không có đủ nguyên đêm á anh em tìm chỗ nào mà thiệt là nắng anh em gắn vô một cái là bảo đảm đèn này là cháy đêm rưỡi chưa hết điện nên em đèn này rất là chất lượng mình đã xài rất là nhiều năm tháng rồi mình biết ha anh em nhìn tấm pin của nó nè cực kỳ là đã ha tấm pin là rất là đẹp luôn nè tấm pin mẫu mã rất đẹp pin này gắn nhìn đẹp nhưng mà nó nóc nhà thì ít có ai thấy chứ còn nó pin này nhưng mà nhìn rất là đẹp phải không đó chất lượng đó là cái uh, mặt hàng thứ hai cái thứ nhất thì nãy mình nói là cái xua rồi ha cái thứ ba nó là tấm pin gigawatt 100w thì tấm này anh em hỏi nhiều hôm nay anh em hỏi nhiều anh em cũng kéo từ từ tấm này thì mua không có gọi là mua không có đắt hàng mua không có sốt hàng uh, mua không có bị cháy hàng nhưng mà anh em cứ lôi lôi ngày dài tắm ngày dài tắm thì mình cũng đã vơi dần cái đóng pin mình này thì đây là tấm pin mono hát 5 bếp của hãng Watch Gigawatt nha anh uh, em 100W mình bán giá là 1 triệu 070 ngàn uh, không bao ship nha tất cả những món hàng ở đây là mình không bao ship nha anh em bao ship là lỗ liền tại vì giá bán rất là ok rồi thì nhiều anh em hỏi mình đó là 200W đâu mà sao hổng đang thấy bán nữa thì pin 200W đang rất là tăng giá luôn cho nên giờ lấy không được để bán luôn mọi người tăng quá mình đem về mình bán mắc quá thì mình mắc cỡ lắm cho nên là mình uh, tạm thời là là chưa lấy bán vài bữa nữa bán ha Bây giờ mình tạm thời mình bán pin trăm quá đi. Thì tấm pin trăm quá này hoặc là hai tấm hoặc là bốn tấm này mà đưa vô cái điều khiển sạc này ở chế độ 12V là quá ok. Còn ví dụ tám tấm này mà đưa vô cái điều khiển sạc này ở chế độ 24V thì quá ok ha. Điều khiển sạc này rất là mạnh mẽ nha anh em, hàng xua chính hãng và nó cực kỳ là 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 đẳng cấp nha, nó là đẳng cấp của con VVKM nhưng mà ở đây là BBKM chứ không phải MBT nha mọi người. Có 200.000đ mà MBT sao được phải không? Đó, rất là đẳng cấp của hàng BBKM anh em nào đam mê thì mua chung những cái tấm pin năm tấm pin trăm watt này nè để uh, sạc bình để uh, làm mọi chuyện ha để làm những cái hệ độc lập nhỏ rồi kia ok hết ha cái con điều khiển sạc này đi chung với 800 quá là đúng bài luôn mọi người phải nói là đúng bài nha anh em không có còn cái lựa chọn nào mà đúng bài hơn cái kiểu này hết trơn á đó. đó. cho nên anh em nào đam mê cứ mua ha mình uh, sẽ gửi cho anh em ha tấm pin này phí ship chừng năm sáu chục ngàn thôi uh, mua một tấm uh, thì uh, phí ship khoảng bảy tám còn mua hai tấm uh, thì nó phí ship mỗi tấm khoảng năm sáu chục ngàn tại vì càng nhiều thì càng rẻ phí ship lại mà đơn giản vậy mọi người thì cái tấm này hôm bữa mình quảng cáo rồi cho nên mình nói hôm nay nói thì sơ vậy thôi anh em nào mua thì cứ liên hệ ha đó là một tấm này một cái xua và một cái đèn sáu mươi w này mình sẽ gói thiệt là chứng chỉ gọi cho chú danh tiến thành ở khu phố minh thành thị trấn minh lương châu thành kiên giang à, chúc chú à, dùng những cái hệ độc lập này những con đèn này bền ha chú cũng đã quay lại mua mấy lần rồi cho chú cũng rành mình lắm bây giờ mình à, bấm đó à, bấm on đèn trái bấm cái nữa tắt bấm auto đèn không cháy lý do bằng ngày đó anh em thấy không đèn rất là sáng nha đèn cực kỳ sáng đó. nhỏ nhỏ xinh xinh thôi ha không có lớn lắm nhưng mà rất là sáng đó, anh em thấy không những xe đồ vô ơi, mưa tới mưa tới mưa tới mấy mốt ngoài khô chưa đem vô luôn đi lôi mốt vô sao để cái đó dưới đất không lôi nó lên, lên trên bàn để dơ đó thôi mình tới đây xin kết thúc video ha test đèn chúng ta test rồi mong gặp anh em ở những video tiếp theo à, anh em à... À, anh em nào mà, mà, mà liên hệ mua đèn cứ liên hệ qua zalo 076 687 4311 à, anh em nào mà yêu thích kênh nhớ cho kênh miền tây sơn la đăng ký kênh nha anh em bây giờ gió lên rồi gió lên chuẩn bị trời mưa rồi mọi người chuẩn bị mưa rồi mình à, kết thúc video gói thiệt là nhanh chóng để gửi tới cho các anh à, các chú à, liền trong chiều nay nha và xin chào mọi người hẹn mọi người ở những video tiếp theo